Giường phía trước mờ quá, còn mưa lâm râm. Cái bông trang Mỹ Hồng đây là mấy cây lưỡng người, người làm thuốc. Giờ này 6 giờ chiều, bữa nay mưa nguyên ngày luôn các bạn ơi. Ở quê các bạn chắc cũng mưa. Mờ quá trời ơi. Bữa nay mưa nguyên ngày luôn ta.